Bạn đã biết về 5 loại thực phẩm trong đời sống hàng ngày giúp cải thiện tinh thần cho phụ nữ. Những kinh nghiệm được chia sẻ trong Cẩm Nang Khỏe Đẹp hôm nay chắc chắn sẽ hữu ích với bạn. Hãy xem đó là gì nhé. 5 loại thực phẩm mà Giao rất là hay dùng trong đời sống hàng ngày giúp cải thiện sức khỏe tinh thần cho phụ nữ. Thứ nhất là ớt chuông đủ các màu, bạn có thể lựa màu xanh, màu đỏ hay màu vàng, đều rất là nhiều loại vitamin và có loại màu vàng bây giờ rất ngọt ăn như là trái cây. Loại thực phẩm thứ hai mang lại rất là nhiều vitamin C là chanh dây, cam, tắc, ổi, làm cho mình luôn luôn có năng lượng, làn da và mái tóc được cải thiện tích cực nhờ những loại trái cây có vị chua. Thứ ba, các loại rau xanh, ví dụ như xà lách hay là rau bina, gọi là rau bó xôi, các loại rau cải và quan trọng nhất là rau súp lơ xanh mang lại cho mình rất là nhiều nguồn dinh dưỡng. Thứ tư là các loại đậu tươi, mình có thể nấu trộn với cơm và đặc biệt là mình dùng gạo lứt để ăn và trộn với các loại đậu làm cho gia tăng cái hương vị cũng như làm cho cái bữa ăn của mình rất là ngon. Một loại thực phẩm rất là giàu năng lượng, làm cho người phụ nữ trở nên tích cực và đỡ buồn, đỡ trầm cảm, đó là chuối. Chuối rất là rẻ, chúng ta có thể xay các loại trái cây với chuối và nước dừa làm một cái loại juice vào buổi sáng thì nó mang lại năng lượng tức thì cho những người mà rất là hay mệt mỏi. Đến đây thì thời lượng dành cho Năng Động Khỏe và Đẹp hôm nay đã tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Nếu có những đóng góp dành cho chương trình, quý vị có thể gửi mail theo địa chỉ hiển thị phía dưới màn hình hoặc truy cập fanpage Năng Động Khỏe và Đẹp để kết nối với chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Mộc Miên và Thiên Phước xin chào và hẹn gặp lại.